Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 30 tháng 1, nhận được thông tin về tàu cá mang số hiệu BL93389TS với 9 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1985, làm thuyền trưởng. Ông Trần Văn Tâm, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, là chủ tàu, bị hỏng máy, đứt neo và trôi dạt trên biển. Vùng 2 Hải quân đã chỉ đạo các tàu tăng cường quan sát, mở máy liên lạc với tàu cá BL93389TS, đồng thời điều động tàu 201 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nam Tây Nam Biển Đông, nhanh chóng vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn tới khu vực và tiếp cận tàu cá để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Sau hơn 5 tiếng cơ động, tàu 201 đã tiếp cận được tàu cá BL93389TS và thực hiện các biện pháp cứu hộ, cấp nước ngọt, thực phẩm cho tàu cá. Hiện tại, sức khỏe tinh thần các ngư dân trên tàu cá đã ổn định và tiếp tục được sự hỗ trợ của tàu 201 và chờ tàu cá từ bờ chở người và phương tiện ra khắc phục hỏng hóc.